Xin chào các bạn đến với vlog của Vinapam. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem vlog thì đây là nơi chia sẻ những ý tưởng về giải pháp làm vườn nhiệt đới nha các bạn. Hôm nay mình mời các bạn đi tham quan ý tưởng về làm vườn nhiệt đới với cây cao nga mi nha các bạn, hay còn gọi là cây cha la đấy. Cây cha la này, cây cha la giống nhỏ, còn cây cha la cảnh người ta trong công trình kia là nó rất lớn, thân nó to, đường kính khoảng 40-50 cm nha các bạn. Còn cây này đường kính mình ước tính khoảng 15-20 thôi. Cây này là cây cao nga mi, nó có thân mảnh và cái lá nó có, các bạn có thể nhìn thấy lá của nó rủ xuống tạo nên một cái sự mềm mại uyển chuyển và độc đáo lạ mắt, đặc biệt khi các bạn có thể nhìn thấy những cái mắt tại thân này là mọc lên u như kiểu vảy, cái vảy vậy á, vảy những cái con gì, con thú động vật vậy, chứ không phải là đơn thuần là một cái vỏ cây trơn nhẵn. Còn phía bên kia, mời các bạn nhìn tổng quan, phía bên kia sẽ có một cây cao nga mi dáng huyền đang rủ xuống ở một cái lối đi vào tiểu cảnh băng đá nha các bạn. Rồi trước mắt mình sẽ là một cây, cũng là một cây cao nga mi dáng huyền, nó đang đổ xuống như đón chào những người đến tham quan ở khu vườn này vậy. Đây là một ý tưởng rất hay, mới lạ và độc đáo. Cây cao nga mi này là một đặc điểm rất nổi bật trong khu vườn nhiệt đới nha các bạn. Nó mang đến một sự thanh thoát, mang đến sự độc đáo lạ mắt, cũng như mang đến một sự trải nghiệm thú vị cho những người đến và ngắm nó. Đặc biệt là nếu khi bạn sơ chạm tại cái cây này, này bạn sơ chạm ở đây thì bạn sẽ thấy được cái da của nó rất xanh xui, xanh xui và nó mọc từng u các bạn này. Lâu ngày thì cái thân của nó, cái lá của nó sẽ bị mục. Phía bên này nữa các bạn này, mời các bạn đi qua bên này để xem hai cây cao nga mi. Mi ước tính cây này cao khoảng trên 5-6 mét, tính cả một lá nha các bạn, rất cao. Bình thường thì bạn có thể thấy được cao nga mi người ta trồng trong chậu hoặc tiểu cảnh sân vườn nhỏ xíu, khoảng cỡ 1-2 mét thôi, nhưng ở đây thì những cây này trồng khoảng 15-20 năm rồi, chính vì vậy mà nó rất cao. Rồi bài chia sẻ của mình về giống cao nga mi với những ý tưởng độc đáo tại khu vườn nhiệt đới thì hy vọng các bạn sẽ có những cái điều mới lạ cũng như trải nghiệm thú vị về với kênh của vinapam.com. thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những video sớm nhất.